Chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình bài học Kinh Thánh hàng ngày. Chương trình do phòng truyền thông phối hợp với Ủy ban Cơ đốc Giáo dục Tổng Liên hội thực hiện. Kính thưa quý thính giả, chúc quý vị một ngày mới thỏa vui trong ân điển Chúa ban. Bài học hôm nay có đề tài Phiên tòa Phi-lát, nhưng trên lời Chúa trong Mác chương 15 câu 1 đến câu 15. Mời quý vị cùng suy gẫm và thêm lòng biết ơn Chúa, sống đắc thắng cho Ngài. Vừa lúc ban mai, các thầy tế lễ cả bàn luận với các trưởng lão, các thầy thông giáo, cùng cả tòa công luận. Khi đã trói Đức Chúa Giê-xu rồi, thì giải nộp cho Phi-lát. Phi-lát hỏi Ngài rằng, ấy chính ngươi là vua dân Giu-đa phải không? Đức Chúa Giê-xu đáp rằng, thật như lời. Các thầy tế lễ cả cáo Ngài nhiều điều. Phi-lát lại tra gạn Ngài mà rằng, ngươi chẳng đối đáp chi hết sao? Hãy coi, họ cáo tội ngươi biết bao nhiêu. Nhưng Đức Chúa Giê-xu chẳng trả lời chi nữa, nên nổi Phi-lát lấy làm lạ. Vả, hễ đến ngày lễ vừa qua, quan vốn quen thói tha cho dân một tên tù, tùy theo dân xin. Bây giờ có một đứa tên là Ba-ra-ba, bị tù với kẻ làm loạn, vì trong khi nổi loạn, chúng nó phạm tội giết người. Đoàn dân đã lên, bèn xin Phi-lát làm cho mình theo như lệ thường. Phi-lát trả lời rằng, các ngươi muốn ta tha vua dân Giu-đa cho chăng? Vì người biết rõ các thầy tế lễ cả đã nộp ngài bởi lòng ghen ghét. Nhưng các thầy tế lễ cả xui dân xin người tha tên Ba-ra-ba cho mình thì hơn. Phi-lát lại cất tiếng hỏi rằng, vậy thì các ngươi muốn ta dùng cách nào xử người mà các ngươi gọi là vua dân Giu-đa? Chúng lại kêu lên rằng, hãy đóng đinh nó vào thập tự giá. Phi-lát nói cùng chúng rằng, song người này đã làm điều ác gì? Chúng lại kêu lớn tiếng hơn rằng, hãy đóng đinh nó vào thập tự giá. Phi-lát muốn cho đẹp lòng dân, bèn tha tên Ba-ra-ba và sai đánh đòn Đức Chúa Giê-xu, rồi giao ngài cho chúng đem đóng đinh trên cây thập tự. Câu gốc của bài học: Phi-lát muốn cho đẹp lòng dân, bèn tha tên Ba-ra-ba và sai đánh đòn Đức Chúa Giê-xu, rồi giao ngài cho chúng đem đóng đinh trên cây thập tự. Mác chương 15 câu 15. Câu hỏi suy gẫm: Phiên tòa tổng đốc Phi-lát xét xử Chúa Giê-xu diễn ra như thế nào? Tại sao dù biết Chúa Giê-xu vô tội, nhưng cuối cùng ông Phi-lát vẫn tuyên án ngài? Vì sao Chúa Giê-xu bị tuyên án như vậy? Kính thưa quý vị, trong dịp lễ Thương Khó, chúng ta được mời gọi suy niệm về con đường khổ nạn của Chúa Giê-xu. Truyền thống Hội Thánh gọi con đường này là Via Dolorosa, với tổng cộng 14 chặng. Mà chặng đầu tiên chính là ở phiên tòa Phi-lát, nơi Chúa Giê-xu bị tuyên án. Đây là phiên tòa khá đặc biệt, vì lời tố cáo thì nhiều, lời biện hộ lại không có, còn quan tòa thì tìm cách thoái thác. Kỹ thuật trong sách Phúc Âm Mác chương 15 cho thấy, dù các thầy tế lễ cả cáo ngài nhiều điều, câu 3, nhưng Đức Chúa Giê-xu chẳng trả lời chi nữa, nên nổi Phi-lát lấy làm lạ. Câu 5, bản thân Tổng đốc Phi-lát hiểu rõ, người tên Giê-xu này không hề có tội. Ông biết rõ các thầy tế lễ cả đã nộp ngài bởi lòng ghen ghét. Câu 10, trong thâm tâm, Tổng đốc Phi-lát muốn tha cho Chúa Giê-xu, nên ông đưa cho dân chúng lựa chọn một tù nhân ân xá vào dịp lễ vượt qua, hoặc là Chúa Giê-xu, hoặc là Ba-ra-ba, tên tội phạm khét tiếng. Ông Phi-lát hẳn đã nghĩ rằng đoàn dân sẽ chọn tha cho Chúa Giê-xu. Có thể nói đây là nỗ lực của ông Phi-lát để không kết tội oan sai. Nhưng trước áp lực của đám đông đang bị lèo lái, thì ông Phi-lát lại chùn bước. Kết quả là Phi-lát muốn cho đẹp lòng dân, bèn tha tên Ba-ra-ba và sai đánh đòn Đức Chúa Giê-xu, rồi giao ngài cho chúng đem đóng đinh trên cây thập tự. Câu 15. Tổng đốc Phi-lát không muốn làm lớn chuyện,
nhất là nếu có ai báo cáo rằng ông quyết định tha cho người được xưng là vua dân Giu-đa, thì ông sẽ bị gán vào tội bất trung với Caesar. Giăng chương 19 câu 12. Thay vì chọn công lý, ông Phi-lát chọn giải pháp yên lòng dân, củng cố cho vị thế chính trị của mình, nên ông đã kết án Chúa Giê-xu. Trong khi suy niệm về lễ kỷ niệm Chúa Giê-xu chịu thương khó, chúng ta được mời gọi bước vào thiên tòa Phi-lát để thấy Chúa Giê-xu, đấng vốn chẳng biết tội lỗi, trở nên tội lỗi vì chúng ta. Cô-rinh-tô nhì chương 5 câu 21. Vai trò của các thầy tế lễ, tổng đốc Phi-lát hay tên tội phạm khét tiếng Ba-ra-ba trong phiên tòa này chỉ để làm nổi bật lên một lẽ thật. Chúa Giê-xu không chịu thương khó vì chính Ngài. Ngài chịu thương khó vì mọi người. Chúa Giê-xu bị kết án vì những lãnh đạo tôn giáo Do Thái xấu xa thủ đoạn. Vì Phi-lát, người lãnh đạo chính trị chỉ lo cho mình thay vì bên vực công lý. Vì để một người gian ác như Ba-ra-ba được sống. Và Chúa Giê-xu cũng chấp nhận bản án ấy vì mỗi một chúng ta. Chúng ta cùng hiệp nhau trong lời cầu nguyện. Cảm ơn Chúa Giê-xu đã chịu án phạt mà lẽ ra con phải chịu. Chính những tội lỗi của con khiến cho đấng chẳng hề biết tội phải gánh mọi tội lỗi trên thân mình. Xin cho con luôn khắc ghi ơn Chúa, quyết sống cuộc đời đắc thắng, kết quả cho Ngài. Amen. Quý vị thính giả thân mến, khi nhận biết Chúa Giê-xu bị kết án vì chính mình, quý vị muốn bày tỏ điều gì với Chúa? Cảm tạ Chúa đã hy sinh thân vàng chuộc tội thập hình vì con, khắc ghi ơn Chúa sắc son, nguyện lòng trung tín vẹn tròn theo Cha. Bài học Kinh Thánh hàng ngày hôm nay đến đây là kết thúc. Kính chúc quý vị một ngày mới tràn đầy phước hạnh Chúa ban cho. Hãy học lời Chúa qua chương trình này hàng ngày và giới thiệu cho nhiều người khác cùng tham gia. Hẹn gặp lại quý vị ngày mai.